Chào mọi người nhá. Mình mới nhận được một chiếc Vega này. Nó đang quay và dòng chiến 0.13A thôi. Hôm nay mình nhận được của mọi người ba gói hàng. Đây mọi người ạ. Đơn đây mọi người nhá. Các màn hình hàng dễ vỡ, vui lòng nhận tay. Của bạn tên là Long Zalo. Bạn nhắn tin cho mình thì ok, nhưng mà bởi vì mình không cho chặn tin nhắn người lạ, nhưng mà vừa mình nhận hàng mình báo với bạn nên là mình nhận hàng rồi. Thì Zalo lại báo là không thể gửi tin nhắn vì người này chặn người lạ. Tức là lúc bạn ấy nhắn cho mình ấy thì mình nhắn lại ngay thì ok được, nhưng mà mình nhắn cho bạn ấy thì nó trải qua một thời gian rồi nên là nó chặn mọi người ạ, nó không cho mình nhắn cho bạn ấy. Thôi mong bạn xem video này thì bạn nhắn lại cho mình nhá. Chiếc này là con của cả của hãng Mali mọi người nhá. Nhìn nó giống Zotac lắm mọi người ạ, nhìn nó cứ giống của con Zotac ấy mọi người ạ. Đây là mọi người này, nhìn nó rất giống của Zotac luôn. Nó là một chiếc RTX 2060S Super mọi người ạ. Garo 8GB và DDR6 mọi người nhá. Video này mình sẽ sửa nó. Nhìn phía trước này thì chả biết đo nguồn gì mọi người ạ, nhưng mà nguồn VCOI thì chắc là không có rồi. Chỗ này thì không biết có phải nguồn RAM không. Rồi mình sẽ đo thử một tí. Nhưng mà mình đoán nó chả có nguồn gì đâu. Chắc có khi là chỉ có nguồn 5V với cả nguồn 1V8 thôi mọi người ạ. Thường thì nó hay lỗi như vậy. Khách vận chuyển bị méo mọi người này. Khách gói hàng cũng sơ sài mọi người ạ. Con cả cũng giá trị đấy chứ. Đây mất VCO là mọi người này. Ra mất luôn này. Thôi video này mình sẽ bây giờ mình sẽ tháo ra thôi. Chứ mình đoán là nó chả có nguồn gì đâu. Không có cổng DVI mọi người nhé, chỉ có duy nhất một cổng HDMI và ba cổng display port. Mình không có xuất hiện display port. Trong sắp tới mình cũng phải mua một cái chuyển mọi người ạ, đầu chuyển để mình còn test cổng display port cho khách hàng nữa. Con này có thiết kế nhìn khá giống là một 1660S mọi người ạ. 1 2 3 4 5 6, 6 pha này là của GPU và 2 pha này là của RAM mọi người ạ. Đúng rồi mọi người, 2 pha này của RAM. Đây thì chắc là 5V này. Một con IC chính. Kích 1, 2, 3, 4. 4 con IC đệm. 4 con IC đệm mọi người ạ. Đây nữa à? Không phải. 4 IC đệm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không phải 6 con chứ nhỉ? Con IC chính sẽ điều khiển 2 pha. Còn một con IC đệm, mỗi IC đệm sẽ điều khiển 1 pha mọi người ạ. Mình sẽ kiểm tra mấy cái khối nguồn này xem sao. Qua mọi người xem đến video đến đây rồi thì mình chúc những người xem video của mình có một ngày vui vẻ nhá. Giờ buổi tối rồi, nhưng mà video chắc mình sẽ đăng buổi sáng. Mọi người xem video thì chúc mọi người một ngày vui. 5V ok mọi người này. 5V là ok. Chỗ này chắc 1V8 này. 1V8 là có nhá. Như vậy là đang mất nguồn của VCOI mọi người ạ. Mất VCOI ở đây rồi. Mình sẽ đi xử lý khối VCOI của nó nhá. Sau cho đạt kiểm tra thì mình đã xử lý được cái khối nguồn mọi người ạ. Nhưng mà không biết là tín hiệu của nó có ok không. Con này là lỗi đường tín hiệu mọi người ạ. Nhưng mình đang ép tín hiệu để chạy. Con này nó đang lỗi tín hiệu, nhưng mình đang ép mọi người nhé, mình không sửa zin được nên mình ép nó chạy. Mình sẽ đo khối nguồn cho mọi người xem, nó đang ăn 1.32 rồi kìa, vừa nãy nó chỉ có 1.10 mấy thôi, 1.0 có này, ok nhá. Nguồn RAM này 1.39 này, nguồn GPU đây mọi người ạ, vừa nãy mình nhầm 1.86, mất vẫn mất mọi người ạ, chạy một lúc lại mất này, chưa được rồi mọi người ạ. Tiếp tục sửa thôi. Chạy ra đây mọi người ạ. Lâu la mình không đo nữa nhưng nó đủ nguồn. Và mình cảm thấy nó cũng chưa an tâm mọi người ạ. Con này tốt nhất là mình sẽ test khoảng độ ít nhất là khoảng 3 ngày. 3 ngày mỗi ngày chạy khoảng độ 4 đến 5 tiếng. Hoặc có thể nhiều hơn mọi người ạ. Mình sẽ treo đêm nữa mọi người nhá. Treo đêm khoảng độ từ 12 giờ cho đến khoảng độ 5 giờ sáng. Như vậy khoảng được khoảng 5 tiếng.
Sau đấy là lúc về mình sẽ bật lại. Ngày mình đi làm mà, ngày mình đi làm thì mình sẽ treo nó ở nhà. Đến lúc mình đi làm về đêm mình sẽ treo khoảng độ từ 12 giờ cho đến 5 giờ sáng. Sau đấy là 5 giờ sáng mình dậy, mình sẽ đi làm, mình sẽ tắt đi. Sau đấy là buổi chiều, tầm 5 giờ chiều về mình nhận bật lên, mình test kiểm tra một lúc. Đấy, ok thì mình có thể mình sửa cá khác, sau đấy mình lại treo tiếp đêm mọi người ạ. Chứ không mình không an tâm. Thôi bây giờ mình sẽ benchmark cho nó thử xem sao. Mình đã đo được các mọi người nhá. Mình đã đo nguồn RAM của nó là 1.37. Nguồn GPU của nó là 0.86, 0.80 chứ 0.86 trong khoảng đấy. Còn nguồn pack của nó là 1.0V, cũng bình thường mọi người ạ. Tất cả đều không có gì bất thường cả. Con này khách cũng báo mình chạy trong một lúc thì nó sập mà. Thì cái nguồn của nó nhá, là cái lệnh mở nguồn VCO của nó bị sụt áp mọi người ạ. Nó có hai đường mở, một đường mở 1/8 cũng bị sụt áp. Sau khi mình sửa xong cái đường 1/8 ấy thì mình nhận thấy đường VCO tiếp tục sụt áp mọi người ạ. Hy vọng là mình sau khi sửa xong hai đường đấy, nó cũng phức tạp mọi người ạ. Mình đo, mình dò mạch nó lâu quá nên là mình mới thôi, mình không dò mạch nữa. Mình tiếp tục mình gắn này, mình test thử xem có lên không. Xong rồi lên thì có sập không mọi người ạ. Thì nó có lên được khoảng một lúc. Như vừa nãy mình kiểm tra cho mọi người đấy, là nó có báo 12V này, xong ăn dòng hơn 1A một tí. Thì mình cứ đo một lúc thì nó sập, đo một lúc thì nó sập. Nhưng về sau đo nó không sập nữa. Nhưng mà mình cảm giác chưa an tâm nên mình cắm thử vào nó có xem nó lên hình không. Lên hình nó chạy ok không mọi người ạ. Thế là cuối cùng là nó lên hình. Bây giờ mình sẽ treo thôi mọi người ạ. Treo thử xem mà nó có ok không thì trả khách. Còn nếu mà không ok thì mình đã tiếp tục sửa. Mà không sửa được thì cũng trả khách luôn mọi người ạ. Nhưng mà cũng khó đấy, cũng không dễ, con này cũng không dễ đâu. Kiếm được công sửa chữa con này cũng test hết mấy hôm liền. Thôi mình sẽ báo khách là tạm thời mình sửa thì đã lên hình rồi. Nhưng mà mình cần phải test thêm mọi người nhé. Video này mình sẽ để kéo dài nhá. Mình sẽ ghép video lại. Quay hết đoạn này, benchmark thì chứng tỏ là lõi ok và VCO ok. Cái GPU nó ok và VRAM ok mọi người ạ. Còn lại thì 3 ngày tới mình sẽ mỗi ngày mình sẽ quay cái thời lượng mình đã test cho nó mọi người nhé. Không phải phần phải benchmark nhiều đâu mọi người ạ. Khách báo mình là cứ chạy bình thường nó cũng sập mà, hoặc không treo gì cứ để không nó cũng sập mà. Con này khách gửi đi bảo hành mọi người ạ, gửi đi bảo hành ở trung tâm bảo hành thì khả năng của Mali ấy. Mali chắc họ bán nhiều cạc bên này, họ mở trung tâm bảo hành ở bên này. Thì trung tâm bảo hành người ta test cứ lên hình này ok, người ta cho chạy benchmark ok thì người ta cũng trả lại. Người ta không test kỹ nữa. Con này cũng ổn cho mọi người đây. Nhìn cứ phải 72 độ mọi người ạ. Cũng ổn đấy mọi người ạ. Con chảy 16 đấy. Về ra mà trước thì mình không thấy cho lỗi đâu. Mình thấy cũng chạy ok. 2060. Nó có 8GB mọi người ạ. Nên nó sẽ khỏe hơn con 1660S. Cũng khá khá đấy. Nó sẽ test 8K rất là ok. Đó, tạm thời mình sẽ pause video tại đây nhá. Mình sẽ lưu nó lại, lưu iPod của nó lại mọi người ạ. Mali Samsung DR6 8GB. Mình pause tạm thời pause video nhá. Mình vừa đi làm về, tranh thủ test tiếp với mọi người ạ. Vẫn là 2060 các bạn nhá. Vẫn còn hôm qua ấy mọi người ạ. Này test tiếp mấy tiếng nữa sao là ok đi. Nếu ok thì từ giờ đến 9 giờ khoảng 3 tiếng là ok thì khả năng cao là ok rồi mọi người ạ. Còn cẩn thận ngày mai test tiếp, không cứ báo tin vui cho khách trước. Thực ra khách vừa nhắn tin hỏi mình rồi, mình bảo là được rồi nhưng mình đang test mọi người ạ. Không biết khách sốt ruột không, chắc là cũng sốt ruột đấy mọi người ạ.
Mình sẽ kết thúc sửa chữa con 2060S này mọi người nhé. Ồ, 2060 Super mọi người ạ. Mình mới sửa một con 2060 thường và nó chỉ có 6GB thôi mọi người ạ. Super nó vẫn hơn một tí mọi người ạ. Thôi mình sẽ kết thúc sửa chữa nó. Nó vẫn chạy ok đây mọi người ạ. Thôi, mình cũng kết thúc video tại đây luôn. Đã test qua 3 ngày rồi mọi người ạ. Hôm nay thì được, mình bật máy lên mình on cũng được lâu rồi đây. Cũng được mấy tiếng rồi đấy mọi người ạ. Và nó không sập trước gì nữa. Đâu nhỉ? Đây. Mình đã on được khoảng độ 2 tiếng rưỡi rồi và nó không sập trước gì cả, như vậy là ok. Vừa mình khởi động lại mấy lần cơ. Từ lúc 6 giờ mình về on đến 9 giờ là khoảng gần 3 tiếng cơ. Và mình kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveBC. Nếu thấy hay thì ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn cần sửa chữa thì liên hệ mình qua phần mô tả của video nhá. Bấm quả chuông để nhận thêm nhiều video mới từ kênh của mình nhá. Chào tạm biệt các mọi người. Chúc mọi người một ngày vui.